Sau khi nghe Thủ tướng báo cáo giải trình về một số vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Chính phủ, Quốc hội đã dành thời gian chất vấn Thủ tướng Chính phủ. Tuy là lần đầu tiên trả lời chất vấn Quốc hội trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, thế nhưng với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giải đáp rõ ràng những băn khoăn của đại biểu và cử tri cả nước về các vấn đề mang tầm chiến lược. Có ý kiến cho rằng các chính sách và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động thời gian qua còn nhiều bất cập. Xin Thủ tướng cho biết những giải pháp để khắc phục tình trạng này và sắp tới sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ nào? Thì trước hết thì chúng ta phải rà soát đánh giá lại các cái chính sách vừa rồi chúng ta thực hiện. Thì cái gì là cái được, cái gì cái chưa được và nguyên nhân từ đâu. Thì trên cơ sở đó chúng ta cũng rà soát lại các cái đối tượng phạm vi, mức độ về hỗ trợ để chúng ta định ra một số cái chính sách hỗ trợ cho nó phù hợp, hiệu quả và tránh được những cái tiêu cực. Xin Thủ tướng cho biết giải pháp cũng như các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với các tỉnh và trong thời gian tới thì quyết sách nào của Thủ tướng về chính sách phát triển, cơ chế điều phối vùng và liên vùng đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cái giải pháp hỗ trợ trước hết là các cái biện pháp để nâng cao cái năng lực y tế. Cái thứ hai, cái khẩn cấp thứ hai là phải làm, đó là tăng cường cái năng lực cái cung cấp vaccine. Thế còn cái quyết sách căn cơ ở đây ấy, tức là tạo cái công ăn việc làm sinh kế cho cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Mà muốn tạo được cái sinh kế, cái công ăn việc làm thì cái nút thắt hiện nay chính là cái hạ tầng. Vừa qua thì Chính phủ cũng đã có cái nghị quyết 120. Thì chúng tôi cũng đang suy nghĩ cái cơ chế chính sách để xin các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, có một cái cơ chế chính sách để phát triển căn cơ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Từ đó mới có các cái doanh nghiệp về đầu tư, mới tạo ra công ăn việc làm, mới tạo ra cái sinh kế cho người dân. Với vai trò là người đứng đầu Chính phủ, người tổng chỉ huy thời gian qua, xin Thủ tướng có thể khái quát tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm gì cả về lý luận và thực tiễn để định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chúng ta có cách tiếp cận toàn dân, cho nên là chúng ta lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong cái phòng chống dịch này. Và trong cái tiếp cận toàn dân này thì trong đó có cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Và một cái kinh nghiệm nữa là chúng ta huy động cái sự giúp đỡ quốc tế. Thì cái này ta thấy rất rõ, tức là khi chúng ta thiếu vaccine, để các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước là tất cả các cái bằng trực tiếp và trực tuyến thì đều kêu gọi vaccine cả. Mà chúng ta, đây vaccine là cái vũ khí rất quan trọng để chúng ta ngăn chặn dịch bệnh. Vừa rồi thì chúng ta biết là cái ngoại giao vaccine của Thủ tướng và tổ ngoại giao vaccine thì là hoàn thành rất là tốt. Thì đề nghị Thủ tướng cho biết là sắp tới thì Thủ tướng có cái gì nó căn cơ và mang tính chiến lược hơn không? Từ năm 2020, chúng ta chỉ đạo cái việc sản xuất vaccine ở trong nước. Thì hiện nay thì cái quá trình này vẫn đang được thúc đẩy. Nhưng mà về mặt chuyên môn, thì ta có hai cái hội đồng độc lập với lại cái quản lý nhà nước. Đó là hội đồng đạo đức và hội đồng cấp phép. Và chúng ta tin tưởng là những nhà chuyên môn thì họ quyết định. Thì cái vaccine, thì vấn đề an toàn là rất là quan trọng. Xin hỏi Thủ tướng, các giải pháp đột phá của Chính phủ về thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong và sau đại dịch COVID-19 như thế nào? Cái thứ nhất, báo cáo với Quốc hội là cái ổn định chính trị. Cái ổn định chính trị này để cho họ an tâm, họ đầu tư lâu dài. Vì họ đầu tư là đầu tư một cái nguồn vốn rất lớn. Và cái thứ hai, và quan trọng nữa là cái con người Việt Nam. Xin Thủ tướng cho biết giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng trong thời gian tới. Chúng ta phải hoàn thiện thể chế, các quy định, quy trình liên quan đến phát triển hạ tầng, xem là còn cái gì vướng mắc, còn cái gì cần phải bổ sung hoàn thiện để chúng ta có một cái hành lang pháp lý nó đủ mạnh, đủ điều kiện để chúng ta phát triển hạ tầng. Thế cái gì thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương thì chính quyền địa phương phải lo. Cái gì thuộc thẩm quyền của chính phủ phải lo. Và cái gì vượt thẩm quyền của chính phủ, thì chính phủ đề xuất với các cấp có thẩm quyền và Quốc hội để ban hành
cho đầy đủ và từng bước hoàn thiện cái thể chế. Xin Thủ tướng cho biết sẽ có những định hướng và giải pháp triển khai các biện pháp để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Chương trình phục hồi kinh tế đây chính là cái đột phá. Thì chính phủ cũng đang phối hợp rất tích cực với các cơ quan của Quốc hội để xây dựng cái chương trình này. Thế cái vấn đề thứ hai ở đây tức là chúng ta tập trung cho con người. Như chúng ta đã biết rồi, chúng ta xác định lấy cái nội lực là chiến lược cơ bản lâu dài là quyết định. Mà cái nội lực đấy thì bao gồm ba cái nội dung chính: con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử. Cái thứ ba là doanh nghiệp. Nay mai ta tính toán nó phù hợp giữa cái chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, làm sao để cho nó hài hòa, hợp lý và đảm bảo được cái mục tiêu là vừa tăng trưởng vừa tạo ra động lực, nhưng mà lại vừa kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn.